Hello mọi người, thì cũng lâu rồi mình chưa hướng dẫn một clip nào cho các bạn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài như thế này. Thì nhìn vào thì cảm giác nó sẽ hơi dễ nha, nhưng mà làm thì cũng có một chút khó đó nha. Khi mà các bạn làm lên được cái bài này thì các bạn hãy nâng cấp lên cho mình, rồi các bạn hãy làm một cái bài như thế này. Đây, trong bài quốc này nó rất là đẹp đúng không? Rồi bây giờ thì mình sẽ về bố cục thì nó cũng rất giống nhau thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ làm cái bài này trông nó đơn giản hơn cho các bạn dễ hình dung nha. Rồi thì về phần vật liệu thì mình có một ông chum như thế này, thì mình sẽ đưa xuống nha, mình sẽ cắt cái ông này ra. Đây mình cắt như vậy cho nhanh luôn nha. Đây các bạn chọn thanh công cụ chỗ này, đấy phím tắt là phím M nha các bạn. Rồi, các bạn delete cho mình, nhấn delete là nó sẽ xóa. Rồi, tiếp theo thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ đặt sao cho cái này nè các bạn, cho nó tròn. Thì không phải là chúng ta đặt một cách ngẫu nhiên được, thì mình có một cái cách như sau. Thì các bạn hãy chọn cho mình một cái layer như thế này, rồi các bạn chọn cho mình một brush nha. Đây. Rồi các bạn đây tạo một cái vòng tròn như thế này. Đấy. Xong rồi các bạn mới bắt đầu là đưa cái cỏ này này. Đấy, đưa cái cành lá này xuống. Rồi, chúng ta phải đặt sao cho cái chỗ này nó tròn nha. Nói chung một là tròn như thế này, còn hai là nó hơi tròn cũng được các bạn. Tại vì sao mình lại nói là tròn và hơi tròn? Tại vì nó cũng phải phụ thuộc vào cái artwork nữa các bạn nha. Rồi mình sẽ đặt cái artwork. Và cái artwork sẽ ở trên nha. Mình sẽ đặt cái artwork sẽ ở trên. Rồi, thì bây giờ thì ok rồi, thì mình sẽ kéo cái này to ra một chút. Rồi. Đấy. Cái tip này thì không phải là gì. Nếu mình không chia sẻ thì các bạn có thể là sẽ cứ đặt cái này một cách cẩu thả không có logic gì thì cũng là sai nha. Đấy, nên các bạn lưu ý cái này. Rồi mình sẽ Alt mình kéo qua thì nó sẽ là copy nha các bạn. Alt các bạn kéo chuột qua thì Photoshop hiểu đó là copy. Rồi mình nhấn cùng lên T, mình nhấn chuột phải này, mình chọn cái đổi ngược lại theo hướng ngang này. Đấy. Rồi, như vậy là đã xong nha các bạn. Đấy, hình của chúng ta nó sẽ logic hơn, đẹp hơn. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gõ một cái dòng chữ là Trismart đi. Mình sẽ chọn. Rồi, mình ghi Trismart. Cái phần chữ này thì chắc cũng đơn giản, không có gì cầu kỳ hết. Rồi mình sẽ chọn đại cái này nha. Đấy, rồi mình sẽ còn trên T mình kéo nó xuống một chút. Rồi, thì ở đây thì các bạn nhìn vào bên này này là nó có một cái lớp ở bên ngoài. Đây, như thế này. Rồi. Bằng cách là chúng ta sẽ nhấn như thế này, mình sẽ tạo cái lớp đó cho các bạn nha. Các bạn nhấn Ctrl vào cái chữ này cho mình. Đấy. Xong các bạn tăng vùng tròn của thằng này ra bằng cách là các bạn nhấn Select, các bạn chọn là Modify. Đây, tăng vùng tròn này, giảm vùng tròn này. Thì trong trường hợp này mình chọn tăng. Đấy, mình sẽ chọn cỡ 15 nha. Đấy, cái vùng tròn của mình đã là tăng ra rồi nè các bạn. Rồi các bạn xuống đây, các bạn click vào cái layer của ông chùm này. Các bạn nhấn cho mình là Layer Mask chỗ này nha. Đấy. Thì lúc này thì cái vùng tròn nó sẽ chọn là cái khúc này. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn ngược lại đúng không? Thì chúng ta sẽ nhấn Ctrl Y ngắn. Đấy là chúng ta sẽ được cái phần ngược lại. Đấy rất là ok nha. Rồi thì bây giờ tiếp theo này. Tiếp theo thì mình sẽ ghi chữ là có một cái điều này mình sorry các bạn nha. Rồi mình sẽ làm lại nha. Mình sẽ group thằng này lại. Mình sẽ đưa thằng này mình căng giữa lại các bạn. Đấy nha. Mình căng giữa lại đi. Mình căng giữa lại nhưng mà thì mình mới thấy được vấn đề. Đấy, mình căng giữa ông châm thôi, mình không nên căng giữa hết cái lá. Mình căng giữa ông châm thôi. Đấy, như vậy là căng giữa ông châm được rồi nè các bạn.
Rồi. Mình sẽ làm lại nha. Control Select Modify Expand. Ok. Rồi, Control Y nén. Đấy. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển ông Chum qua bên này một chút nha các bạn. Đây thì mình sẽ hủy liên kết với ông Chum này. Mình sẽ dịch chuyển qua. Đây. Rồi, mình đóng liên kết lại. Rồi tiếp theo sẽ là chữ I will be home đúng không? Mình sẽ ghi I will be home. Rồi, ok rồi. Thì tới đây này, tới đây các bạn sẽ có hai cách là các bạn nhấn vào chỗ này này. Đấy, các bạn nhấn vào chỗ này rồi các bạn tăng như thế này. Đấy, nhưng mà tăng kiểu này thì đôi khi chữ nó bị biến dạng các bạn, nên đâm ra mình cũng khuyến khích các bạn là không nên nha. Những video trước thì mình cũng hay làm cái cách này, nhưng mà bây giờ mình khuyến khích các bạn làm theo cái kiểu khác, thì cái kiểu này thì chữ nó sẽ không có bị biến dạng nha. Các bạn nhấn cho mình chuột phải nè, các bạn biến cái layer này thành cái layer bình thường. Đấy, từ một layer dạng test thành một layer bình thường nha. Đấy, các bạn thấy cái sự biến đổi của nó không? Rồi mình nhấn Ctrl T, mình nhấn chuột phải, mình chọn là Warp. Thì tới đây thì các bạn chọn cho mình cái phổ custom này nè. Các bạn chọn cho mình là cái này đi, hoặc là cái này cũng được. Thì mình nghĩ là cái này. Đấy, thì tới đây thì chữ của mình nó sẽ không có bị biến dạng nha. Rồi mình nhấn OK. Đấy. Rồi giả sử như các bạn muốn sửa lại thì sao? Các bạn muốn sửa đôi khi là cái công này nó không có đúng theo ý của các bạn thì dễ lắm. Các bạn nhấn Ctrl T, các bạn lại chọn tiếp cho mình là Warp. Thì ở đây cái trạng thái này nó luôn luôn giữ thông số cho các bạn. Đấy. Đấy, các bạn cứ trẻ xuống lại nha. Đây đây đây, mình lại nha. Ctrl T, Warp. Đấy. Nó sẽ như thế này, thật là như thế này thêm. Đấy. Chỉnh lại thôi. Đấy, các bạn kéo âm xuống thêm một chút nữa. Đấy, tùy các bạn nha. Rồi, mình nhấn. Đấy, rồi ok. Đấy, mình sẽ chọn tới đây thôi. Rồi, thì xong bây giờ thì mình sẽ ghi chữ for. Chữ for thì cái font chữ nó hơi nghiêng một tí. Thì mình chọn cái này đi cho nó nhanh. Rồi mình chọn chữ này nha. Rồi mình sẽ chọn màu là màu xanh này. Rồi thì bây giờ cũng giống như cái cách làm của cái từ Street Mode này nè các bạn. Đấy, mình sẽ đưa cái thằng này lên đúng không? Mình sẽ nhấn Control vào cái thằng này. Đấy, mình nhấn Select, Modify, mình nhấn Expand. Lần này mình cho cỡ 10 thôi nha các bạn. Rồi thì bây giờ để mất công là mình nhấn cái này rồi mình lại nhấn Ctrl Y, thì bây giờ mình nhấn luôn một lần là Ctrl Shift Y ngắn. Rồi mình quay xuống cái layer I will be home này. Đấy, thì nó sẽ ra như thế này. Đấy, thì nó sẽ đục lỗ cho chúng ta luôn nha. Thì cái chuyện đục lỗ này rất là quan trọng, là đôi khi chúng áo của chúng ta lên bất cứ nền nào thì cái này nó sẽ đi theo nha các bạn. Đấy, cái việc đục lỗ rất là quan trọng luôn. Rồi tiếp theo thì chúng ta chỉ việc là chúng ta tải mấy cái ngôi sao kiếm tiến về nè. Còn mình thì mình có sẵn một cái brush như thế này rồi. Thì các bạn chỉ việc là đây, lên xuống vậy thôi nha. Đấy, các bạn đánh random nơi random, nhưng mà vẫn phải có cái to cái nhỏ cho nó đẹp nha các bạn. Thì các bạn muốn tăng giảm brush linh động thì không nên kéo chỗ này nha. Không nên kéo to kéo nhỏ chỗ này, mà mình có một cái nút này như thế này này. Nút này là nút giảm và nút này là nút tăng nha các bạn. Đấy, thì các bạn có thể áp dụng cái này. Rồi thì bây giờ tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài này nha. Đấy, cái bài này thì mình chắc mình chỉ nói sơ qua thôi, tại vì cái cách làm nó cũng sẽ giống cái này. Thì cái phần artwork này á thì các bạn có thể nhờ AI tạo này, thì cái artwork này mình nhờ AI tạo hết nha các bạn. Thì các bạn có muốn biết cái cách mà mình tạo cái artwork bằng AI như thế nào thì mình có những cái bài hướng dẫn trước trên kênh của mình luôn nha. Mình hướng dẫn và các bạn dùng AI để tạo artwork. Đấy, thì mấy cái này mình tự tạo hết. Rồi mình rồi các bạn gắn mấy cái này nè các bạn. Đấy, ví dụ như cái này các bạn muốn cái cỏ này màu đỏ đúng không, thì các bạn nhấn Solid Color cho mình. Đấy, các bạn click Bitmask cho nó. Đấy, rồi nha, muốn màu nào cũng có màu đó hết nha, tùy các bạn thôi. Các bạn muốn màu nào có màu đó các bạn.
Rồi thì bây giờ xuống đây dùng từ cao bồi nè, thì cái giống như là cái phương pháp mình làm cái chữ đây thôi. Rồi dưới này cũng vậy, cũng y như vậy luôn. Chẳng qua là cái này á, trong các bạn ý này, trong cái quá trình mình nhấn Ctrl+T á, mình nhấn Word á, thì trong này nó có rất là nhiều option nha. Đấy, thì mình chọn là mình chọn cái phòng này nha, mình chọn hai cái phòng này. Thì các bạn có thể test nhiều hơn nha. Rồi thì mình nghĩ với một cái kiến thức nhà nhã như thế này thì có thể giúp các bạn hoàn thành tốt những cái design của mùa Giáng sinh này. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết video nha.